안녕하세요. 자, các bạn, chúng ta cùng nhau giải bài tập tiếng Hàn sơ cấp 1. Bài số 3, insang sinhwal, sinh hoạt hàng ngày các bạn nhé. Rồi, chúng ta xem nào. Insang sinhwal, bài sinh hoạt hàng ngày. Từ vựng và cách biểu hiện. Mẫu xem tranh và viết biểu hiện tiếng Hàn như mẫu. Chúng ta xem nào. Mẫu chúng ta có gì? Ly cà phê là coffee. Coffee. Rồi bây giờ ta có từ này là gì? Báo là gì ạ? Báo là shinmun. Shinmun các bạn nhé. Báo là shinmun. Báo là shinmun. Tiếp theo là gì ạ? Cái này tượng trưng cho phim đúng không ạ? Phim là yonghwa. Giang hoa. Rồi. Bánh mì là gì ạ? Bằng. 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 Sữa là uyu. 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 Copy. Xin muốn. Giang hoa. Bằng. Uyu. Chúng ta cùng sang bài tiếp theo các bạn nha. Tìm và liên kết những từ trái nghĩa. Tìm và liên kết những từ có nghĩa trái ngược nhau, từ trái nghĩa như cao như nhau cả nhờ. Rồi bây giờ chúng ta cùng xem nào. Chúng ta có khư tạ là to lớn, thế thì chúng ta sẽ tìm từ nhỏ bé. Đó là chạc tạ. Các bạn đừng nhầm chạc tạ với chọc tạ nhá. Chọc tạ có nghĩa là ít, chạc tạ có nghĩa là nhỏ. Rồi chúng ta sẽ đi khư tạ với lại chạc tạ. Man thả là nhiều. Từ này chúng ta sẽ đọc là gì? Man thả. Man thả. Man thả. X là chọc tả. Chọc tả. Cái này chúng ta sẽ đọc là chạc tả. Chạc tả. Đọc là chọc tả. Chọc tả. Được chưa ạ? X. Rồi. Chọc tả. Chọc tả là gì ạ? Chốt tha là tốt đẹp đúng không? Chốt tha là tốt đẹp. Ở chúng ta có từ naputa là xấu. Naputa là xấu. Jamie ita là hay hoặc là thú vị. Jamie opta là không hay hoặc là dở, không thú vị. Rồi. Chúng ta đã xong được phần bài số 3. Bây giờ chúng ta hãy chọn từ đúng và điền vào chỗ trống. Chúng ta cùng xem bài số 3. Chúng ta có từ buột có nghĩa là cái gì ha? Buột thường đi với đuôi là imnica ha. Buột sul. Buột thường đi với lại imnica hoặc là đi với lại unrin. Thì chúng ta lưu ý cái này vào. Buột sul hoặc là cộng trực tiếp với lại imnica luôn ha. Onje có nghĩa là khi nào. Được có nghĩa là ai. Ở đi có nghĩa là ở đâu. Bây giờ chúng ta cùng xem các câu đó mình giải như thế nào. Rồi. Ơn rừng chua hàm thích à, thích cái gì? Thích cái gì? Cho nên giống hoa rừng chua hàm. Thế là bạn thích cái gì? Chúng ta đưa cái câu nào vào đây. Mua à, mua. Mua sử. Chua hàm. Bạn thích cái gì? Cho nên nhớ hoa lên chua hẳn. Tôi thích xem phim. Bô thông có nghĩa là thông thường. Từ này bô thông có nghĩa là thông thường. Eso nhớ hoa lên bồm nhỉ cá. Eso thường đứng sau danh từ. Chỉ địa điểm xảy ra hành động ha. Nơi đâu? Ở thì nhớ hoa lên bồm nhỉ cá. Thông thường thì bạn xem phim ở đâu? Bô thông ở thì eso nhớ hoa lên bồm nhỉ cá. Cực trang eso bồm nhỉ. Cực trang ở do bầm. Tôi xem ở rạp hát. Tôi xem ở rạp hát. Rạp chiếu phim. Dường hoa rin bầm gì cả. Dường hoa rin bầm gì cả. Xem phim. Chúng ta không biết rõ câu trước là gì. Chú ma đê dường hoa rin bầm gì ta. Chú ma chỉ về thời gian hả? Thời gian. On chê. Khi nào ha? On chê dường hoa rin bầm gì cả. On chê. Giống hoa rơi phồng thì có. Khi nào thì bạn xem phim?
주말에 영화를 봅니다. Mình xem phim vào cuối tuần. Qua khoa영화를 봅니까? Chinku là bạn ha, chinku thì ở đây câu hỏi sẽ là bạn xem phim cùng với ai? Duku wa yonghwa rin pomnika. Duku kết thúc bằng nguyên âm cho nên chúng ta sẽ đi với lại wa ha. Chúng ta có danh từ kết thúc bằng nguyên âm thì chúng ta sẽ đi với lại wa cùng với ai, hoặc danh từ mà kết thúc bằng phụ âm thì chúng ta sẽ đi với qua, được chưa các bạn? Cùng với ai đó ha. Chúng ta sang trang nha. Những người dưới đây thường làm gì? Xem tranh rồi điền các câu phù hợp cho từng nhân vật. Vận động hà tả là vận động. Âm nhạc tả nghe nhạc. Coffee를 마시다 uống cà phê. Single를 만나다 gặp gỡ bạn bè. Công vụ hà học. Dùng hoa rơi xem phim. Suy tả nghỉ ngơi. Bằng mật tả chỗ này chúng ta sẽ đọc là mật tả, mật tả. Ăn bánh mì uyên sa, mua sữa. Rồi chúng ta xem là minh tre thì làm cái gì đây? Câu mẫu chúng ta có phần làm bài ở dưới cuối này cơ, phần làm bài ở dưới cuối này cơ. Rồi chúng ta cùng xem nào. Chúng ta cùng xem câu số 1 nha. Mẫu, câu mẫu là gì? Hai người gặp nhau là gì? Câu mẫu là 친구를 만납니다. 친구를 만납니다. Nhưng mà mình sẽ để ở trên câu này luôn nhá, trên cái hình luôn cho đỡ phải kéo lên kéo xuống. Rồi, bây giờ chúng ta xem nào. Bạn Minh Che thì câu thứ nhất là gì? Gặp gỡ bạn bè rồi nè. Xem phim là gì ạ? Xem phim dân hoa rưỡi bom nì ta, chúng ta sẽ kết hợp với đuôi kết câu, đó là động từ kết hợp với lại sum nì ta hoặc là piup nì ta ha, nì ta hoặc là piup nì ta. Nếu động từ kết thúc bằng nguyên âm chúng ta sẽ đi với lại piup nì ta, động từ mà kết thúc bằng phụ âm chúng ta sẽ đi với lại sum nì ta các bạn ha. Rồi bây giờ chúng ta xem dường hoa rơi vô tả thì động từ vô tả kết thúc bằng nguyên âm o cho nên mình sẽ để là dường hoa rơi vô mì tả. Dường hoa rơi vô mì tả, dường hoa rơi vô mì tả. Câu thứ hai là gì ạ? Anh ấy mua một hộp sữa đúng không ạ? Uyên sa tả, uyên sa mì tả. Uyên sa mì tả. Subin đang làm gì ạ? Subin đang uống cà phê đúng không? Coffee를 마시다. Coffee를 마십니다. Cô ấy đang ngồi trên ghế sofa và nghỉ ngơi thì chúng ta nói làm sao? Suy tà thì biến thành suy nè, xem bị ở dưới đây thì biến thành ship cộng với đi tà thì đọc là sim nì tà, sim nì tà, sim nì tà các bạn nha. Nghe nhạc là gì ạ? Mặc cái từ sim nì tà, cái từ mặc này rất nhiều bạn dễ bị sai nha. Mặc đọc một đằng mà viết một nẻo. Mặc từ này đọc là và ắc nhưng mà chúng ta đọc nối chữ bị qua ắc. Mặc mà cứ thật sự nghĩ ta mà cứ thật sự nghĩ ta. Rồi bạn này đang tập thể thao chúng ta làm sao? Unh tông hà ta, unh tông hà nghĩ ta. Unh tông hà nghĩ ta, unh tông hà nghĩ ta. Rồi bạn này đang ăn bánh mì. 빵을 먹다, 빵을 먹습니다.
Có, kiok là phụ âm đúng không? Thì chúng ta đi với lại sumnida. Bạn ơi, mọc sumnida. Bạn ơi, mọc sumnida. Chú, cái bạn này đang làm gì đây ạ? Đọc cái gì đây nè? Học bài. Công bu hata. Công bu hamdita. Công bố hamnida. Chúng ta sang bài chia động, chia đôi câu nhé các bạn nha. Chia đôi kết câu. Chúng ta học sang ngữ pháp gì? Động từ cộng với lại piupnita hoặc là sumnita. Piupnita hoặc là sumnika. Piupnika. Chúng ta có ví dụ này. Chata là kết thúc bằng nguyên âm thì chúng ta ví với lại piupnita. Nhưng mà chúng ta sẽ đọc là gì? Cham nhì tà các bạn nha. Cham chứ không phải là cháp đâu. Pi ức mà kết hợp với lại niền thì pi ức sẽ biến thành mi ẩm các bạn nhé. Cham nhì tà, cham nhì ca. Mọc ta, mọc xâm nhì tà, mọc xâm nhì ca. Rồi chúng ta chia đôi câu nè. Kha tà, kham nhì tà, kham nhì ca. Kha tà, kham nhì tà, kham nhì ca. Vô tả vô nhị ta vô nhị ca mặt na tả là gặp gỡ mặt nam nhị ta mặt nam nhị ca. Các bạn chú ý là chỗ này á Piyupnita đọc là nam nhưng mà đừng có ghi là NAM nha. NAM là không có đúng đâu mà là đó là Piyup đó nhá. Mình cũng vừa xem được bị sai đấy ha. Và mình cá chắc là những cái bạn mà mới học sơ cấp 1 và viết chính tả là sẽ sai hết chữ này đấy ha. Sai hết chữ Piyupnita này. Nên là chú ý nhá. Masita là uống, Masimnita. Masita là uống đúng không? Và sim tì tà ba si tà ba sim ni tà ba sim ni ca ba sim đi ca. Ok, công bố ha tà là học ha, công bố hành ni tà ham đi tà công bố hành ni ca công bố ham đi cả. Chúa hà ta là thích. Rồi chúng ta cùng xem chúa hà ta chúa ham đi ta. Chúa ham đi cả. Nika, undong hata là vận động, undong hamnida, undong hamnika, ita là đọc bài, ita là đọc. Isumnita nó có phụ âm Isumnita Sumnita Isumnika câu hỏi Rian Sum Tì Ka. Chú ý là chữ sum này á chúng ta sẽ đọc là sang siêu các bạn nha sum bởi vì khi mà chúng ta có phụ âm á Isumnita kiyot của it á kết hợp với lại siot của sum thì sum nó sẽ đọc là sang siot đó nha sang siot rồi tịch tà cũng là kết thúc bằng phụ âm nên chúng ta có là tịch sum đi tà tịch sum nì tà tịch sum nì ca tịch sum đi
Cả. Nghe ha, khư tà là tính từ to lớn. Khâm nhì tà. Khâm nhì tà. Khâm nhì ca. Khâm nhì ca, được chưa ạ? Chặt tà là nhỏ và nó có phụ âm thì chúng ta đi sâm nhì tà ha. Chặt tà, chặt sâm nhì tà. Chạc sâm đi cả che mi tà là thú vị hoặc là hay. Che mi it sâm đi mi tà. Che mi it sâm đi cả. Rồi, che mi opta thì cũng giống như vậy ha. Che mi opta. Opta, opsumita, xin lỗi. Sum di ta. Che mi opsumika. Che mi opsumika. Chúng ta cùng xem bài tiếp theo. Hãy nhìn bức tranh sau và viết xem bây giờ họ đang làm gì. Vào câu 1. Bạn này đang ăn bánh mì, đúng không? 민준 씨가 빵을 먹습니까? 네. Chúng ta trả lời là 네. 민준 씨가 빵을 먹습니다. Mình sẽ chỉ bỏ chữ K này và biến nó thành chữ ta thôi các bạn nhé. 민준 씨가 빵을 먹습니까? 네. 민준 씨가 빵을 먹습니다. Vậy thôi nhá, mình không ghi lại cho đỡ mất thời gian. 유진 씨가 텔레비전을 봅니까? 아, 유진 đang xem TV có phải không? Mà bạn ấy đang ở đâu ạ? Ở rạp chiếu phim có phải không? Thì bây giờ chúng ta sẽ nói là 아니요. 아. 유진 씨가 텔레비전을 보지 않습니다. 유진 씨가 씨가 텔레비전 아 늘 보지 않습니다. 유진 씨가 텔레비전을 봅니까? 아니요. 유진 씨가 텔레비전을 보지 않습니다. Không, 유진 không có xem TV. Bạn ấy đang ở rạp chiếu phim mà ha. Đang coi trực tiếp ở rạp chiếu phim. 민준 씨가 잡니까? 민준 đang ngủ có phải không? 네. 민준 씨가 잡니다. Ghi lại trên 네. 민준 씨가 잡니다. Được chưa? 유진 씨가 쉽니까? 유진 đang nghỉ ngơi có phải không? Chúng ta nói làm sao nhỉ? 아니요, 유진 씨가 chúng ta có hai cách trả lời ha. Chúng ta sẽ nói là 아니요, 유진 씨가 쉬지 않습니다 hoặc là 아니요, 유진 씨가 공부합니다 ha. Anio konbuhamnida. Hoặc là chúng ta có thể thêm cái chủ ngữ này nữa. Yujin sika konbuhamnida. Anio yujin sika konbuhamnida. Còn ở câu trên này nếu như mà nói theo đúng cái hành thì chúng ta sẽ làm sao? Anio yujin sika kukchange gamnida. Đi đến rạp chiếu phim. Hoặc là xem phim ở rạp chiếu phim thì chúng ta nói làm sao? 아디오 유진 씨가 민기 공래냐? 아디오 biết ở chỗ nào cho nó nhiều chữ nhỉ? 아디오 아디오 유진 씨가
극장에서 영화를 봅니다. Ở đây chữ sơ đối với các bạn sơ cấp, các bạn sẽ chưa biết ha, thì mình giới thiệu đó là chúng ta có danh từ chỉ địa điểm cộng với sơ, và đằng sau nó sẽ là một động từ ha. Cái danh từ đằng trước sơ sẽ là cái nơi xảy ra một cái hành động, nơi xảy ra một cái hành động. Rồi, tức là làm gì ở cái nơi nào, được chưa? Làm gì nè, động từ này, sơ là ở nơi nào, danh từ. Rồi, chúng ta sang bài tiếp theo, bài số 2. Chọn và khoanh tròn đáp án đúng. Chúng ta xem nào, câu 1. Sa khoa ưi ri. Chúng ta đang học về tiểu từ tân ngữ ưn và rưn ha. Khi mà cái danh từ tân ngữ, tinh cái danh từ đứng ở vị trí tân ngữ á, nó kết thúc bằng nguyên âm thì chúng ta sẽ chọn ri. Còn danh từ đó kết thúc bằng phụ âm chúng ta sẽ chọn ưn các bạn nha. Rồi, sa khoa ri choa hamnida ta. Bởi vì sa khoa kết thúc bằng nguyên âm o a ha. Supa kết thúc bằng phụ âm kiyo nên chúng ta sẽ chọn là ưn. Supakul sirohamnida. Tôi thì thích táo, nhưng mà tôi không thích hoặc là tôi ghét dưa hấu. Chonen chusu chusu kết thúc bằng nguyên âm ư. Nguyên âm ư chúng ta sẽ chọn rul ha. Chonen chusu rul masimnida. Tôi thì uống nước ép, chusu là nước ép. Yujuna shinen coffee coffee kết thúc bằng nguyên âm y. Coffee rul masimnida. Câu 3. Ở Yuna thì uống cà phê. Có thể là dịch đang uống cà phê cũng được. Sangoshika pipimpap kết thúc bằng phụ âm p ập nên chúng ta đi với ơ ha. Sangoshika pipimpap을 먹습니다. Pipimpap을 먹습니다. Rồi Hàn Quốc có Jeongho thì ăn cơm trộn ha, hoặc là cơm bibimbap. Hàn Quốc có chúng ta kết thúc bằng nguyên âm o, chúng ta sẽ đọc nó là Hàn Quốc có, từ Hàn Quốc có를 공부합니다. Tôi học tiếng Hàn Quốc. Câu số 5. Về khoa trong mẹ sơ, đằng sau cái sơ sẽ là một cái hành động. Làm gì ở cái tiệm bách hóa này? Thì có phụ âm siêu thơ, chúng ta sẽ đi với ưl. Ở sơn sầm nì ta. Về khoa trong mẹ sơ, ở sơn sầm nì ta. Tôi mua quần áo ở cửa hàng bách hóa. Cực trang sơ, chính cô kết thúc bằng nguyên âm u, chúng ta sẽ đi với rin. Chính cô rin mà năm gì ta, tôi gặp gỡ bạn bè ở rạp hát. Dân hoa kết thúc bằng nguyên âm wa nên chúng ta đi với rin ha. Dân hoa rin bồ nì ta, chúng tôi xem phim. Rồi tiếp theo chúng ta có eso, hãy nối cột A với cột B và viết thành câu hoàn chỉnh như mẫu. Cột A chúng ta có là chip, ví dụ mẫu này chip suy tả chip về so suy nghĩ ta. Luôn nhớ là danh từ kết hợp với eso, sau đó chúng ta sẽ có một động từ nhé. Một động từ làm gì ở nơi nào, đúng chưa các bạn? Làm gì ở nơi nào? Chip về so suy nghĩ ta, tôi nghỉ ngơi ở nhà. Rồi câu thứ hai chúng ta có là gì? Hakyo là trường học. Hakyo công quân, công viên. Sittang chúng ta sẽ đọc là Sittang ha. Cafe là quán cà phê, Sittang là quán ăn, nhà hàng. Cafe là quán cà phê. Vesa là công ty. Về khoa trồng, chỗ này lưu ý cách đọc cho nó sẽ là khoa. Về khoa trồng các bạn nhé. Hans Club, câu lạc bộ thể thao. Rồi câu 1. Chúng ta sẽ xem là Hakyo. Hakyo thì sẽ có những công việc nào? Irata làm việc, Hankukuru Peuta là học tiếng Hàn Quốc, Osunsata là
Mua quần áo, 운동 하다 là vận động. 비빔밥을 먹습니다. Ăn món cơm trộn. 산책하다. 산책하다 chỗ này chúng ta sẽ đọc là 카다 các bạn nhé. 산책하다 nối kia với là hiểu biến thành 카다. 차를 마시다 산책하다 là đi dạo. 차를 마시다 là uống trà. 학교에서 한국어를 배웁니다. Chỗ này mình sẽ nối là gì? 학교에서 cái này sẽ rắc rối hơn bài 1 nên mình sẽ phải ghi ra ha. 학교에서 한국어를 배웁니다. 배웁니다. Tôi học tiếng Hàn ở trường học. 공원, 공원 thì phải là một là 운동하다, hai là 산책하다. 운동하다 là tập thể thao, 산책하다 là đi dạo. Mà chúng ta có Hans Club là câu lạc bộ thể thao rồi thì tất nhiên phải là đến đấy để tập thể thao rồi. Vậy công viên chúng ta sẽ chọn là từ đi dạo nhé. 공원에서 에서 산책합니다. 식당 là nhà hàng, quán ăn ha. Thì chúng ta tất nhiên sẽ phải có động từ ăn ở đây rồi ha. 먹다 식당에서 비빔밥을 먹습니다. 식당 nhớ cách đọc nha. 식당에서 비빔밥을 비빔밥을 먹습니다. 비빔밥을 먹습니다. Tôi ăn cơm trộn ở quán ăn. Rồi tiếp theo đến từ cafe. Cafe thì chúng ta sẽ uống trà ha. Uống trà ở quán cà phê. Cafe. Cafe에서 차를 và xin đi ta. Cafe에서 차를 마십니다. Tôi uống trà ở quán cà phê. Về xa, bạn nào mà học cùng với mình lâu thì các bạn sẽ biết một điều là chữ của mình nó không được đẹp cho lắm ha. Mình chỉ cố gắng viết cho các bạn rõ, nhìn rõ cái câu thôi. Về xa, 회사에서 일합니다. 회사에서 일합니다. Các bạn cũng có thể đọc nối qua cái này. 일합니다 vẫn được nhé. 일합니다. 일합니다. Đọc nối qua chữ riêng của il nối qua chữ hiện, bỏ qua chữ hiện luôn. Đọc là 일합니다 thì vẫn đúng nhé. Tôi làm việc ở công ty ha. Rồi bây giờ là 백화점. Ở tiệm bách hóa thì đương nhiên là mua sắm rồi ha. 옷을 백화점에서 백화점에서 옷을 삽니다. 백화점에서 옷을 삽니다. 백화점에서 옷을 삽니다. Tôi mua quần áo ở cửa hàng bách hóa ha. Rồi, Hans Club에서 운동합니다. 네, 이제 여러분, Hans Club에서 운동합니다. Hans Club에서 운동합니다. Hãy chọn từ đúng và điền vào chỗ trống. Chúng ta cùng xem nào. Chúng ta có tiểu từ chủ ngữ 는, tiểu từ chủ ngữ 이가, 을, 를 là gì ạ? Tiểu từ tân ngữ. 에서
đằng trước nó phải là một danh từ chỉ địa điểm xảy ra hành động, e là chỉ cái hướng đến, à, hướng đến đằng sau nó thường sẽ là kata nè hoặc là ota, đi đâu hoặc đến đâu các bạn nhé. Ở đằng trước nó sẽ là một danh từ, đằng trước nó cũng là một danh từ nhưng sau nó sẽ là một động từ nha. Cái cấu trúc này nó là như thế này. Còn đối với cái e này thì thường nó sẽ đi theo cái động từ chỉ di chuyển nha. Động từ thể hiện sự di chuyển như kata là đi, ota là đến, đi đến đâu, về đâu ha. Rồi thì bây giờ chúng ta xem nào. Câu số 1. 안녕하세요. 저 thì luôn là 저는. 안녕하세요. 저는 한지원입니다. 이름이 무엇입니까? 이름이, câu này là câu cửa miệng, câu này hai các bạn chỉ học thuộc lòng. 안녕하세요. 저는 한지원입니다. 이름이 무엇입니까? Xin chào, tôi là Han Ji-won. Tên bạn là gì? 안녕하세요. 저는 저는 Ren입니다. 저는 Ren입니다. Xin chào, tôi là Luyến. Luyến 씨, 중국 사람입니까? Luyến, bạn là người Việt Nam à? À, bạn xin lỗi, bạn là người Trung Quốc à? 아니요, 중국 사람. 사람, chúng ta có ngữ pháp là gì ạ? Danh từ cộng với là i hoặc là ka cộng với a đi tả đúng không? Thì có nghĩa là không phải là cái gì. Danh từ mà kết thúc bằng nguyên âm chúng ta sẽ đi với lại ka, danh từ kết thúc bằng i, bằng phụ âm chúng ta phải đi với i. Bây giờ chữ saram kết thúc bằng phụ âm miềm nên chúng ta sẽ nối cái miềm này qua i, nên chúng ta kết hợp là sarami ha, sarami. Sarami 아닙니다. 베트남 사람입니다. Không, tôi không phải là người Trung Quốc, tôi là người Việt Nam. 지금 어디, chúng ta có cái từ này 어디에서 삽니까 cũng được, mà 어디에서 삽니까 cũng được. Mình thấy hai trường hợp đó đều đúng ha. 어디에서 삽니까 cũng được, mà 어디에서 삽니까 cũng được các bạn nhé. 대학교 기숙사에서 삽니다. 대학교 기숙사에 삽니다. Hoặc là 에서 삽니다 cũng giống như câu trên, dùng 에서 hoặc là 에 đều được nha. 지원 씨는 집이 어디입니까? 집이 어디입니까? Nhà của 지원 thì ở đâu vậy? 지원 씨는 집이 어디입니까? Nhà của 지원 thì ở đâu? 인천. 인천. Chúng ta có ngữ pháp gì ạ? Danh từ kết hợp với 에 있다. Có hoặc tồn tại ở đâu ha? 인천에 있습니다. 인천에 있습니다. Nhà tôi thì ở Incheon. Ren 씨는 대학생입니까? Ren, bạn là sinh viên đại học à? 대학생 là sinh viên đại học, T là đại nhé. T đây có nghĩa là to, lớn là đại. 네, 지금 한국 대학교 한국어를 배웁니다. Tôi đang học tiếng Hàn ở thì tất nhiên chúng ta phải dùng cấu trúc ngữ pháp 에서. Làm gì ở đâu phải có 에서 các bạn nhé. Ở trường đại học Hàn Quốc. 네, 지금 한국 대학교에서 한국어를 배웁니다. Ren 씨, 취미가 뭐예요? 취미는 뭐예요? Cũng được mà 취미가 뭐예요? Như thế nào đấy các bạn hàng? 취미가 có được không? 취미가 cũng được, 취미는 cũng được. Jimmy가 무엇입니까? Jimmy는 nhấn mạnh đi, nhấn mạnh cái đuôi câu hỏi lên, nhấn mạnh cái sở thích đó lên. Sở thích của bạn là gì? Sở thích của bạn là gì? 저는 영화. Chúng ta có 은근 좋아합니다 nên chúng ta chắc chắn sẽ cho từ 은 vào đây rồi ha. 저는 영화를 좋아합니다. 한국 영화를 많이 봅니다. Tôi thì tôi thích xem phim Hàn Quốc. Tôi thích xem phim, tôi xem rất là nhiều phim Hàn Quốc. 네, 저도 영화를 좋아합니다. Vâng, tôi cũng thích xem phim. 보통 어디에서 영화를 봅니까? 에서 영화를 봅니까? Thông thường thì bạn xem phim ở đâu? Ở 한강 극장에서
에서 봅니다. 한강 극장에서 봅니다. Được chưa các bạn? Tôi xem ở cái rạp chiếu phim Hàn Cang. Rồi, bài tiếp theo, phần Yên Kỳ đọc. Hãy chọn những câu đúng với tình huống ở dưới đây. Chúng ta có câu số 1. Xem nào. 한국어를 공부합니까? Bạn học tiếng Hàn Quốc à? 네, 학생입니다. 네, 한국어를 공부합니다. Câu B ha. Vâng, tôi là sinh viên. Vâng, tôi học tiếng Hàn Quốc. 정우 씨는 어디에서 일합니까? 정우 đang làm việc ở đâu? 은행에서 일합니다. 네, 일합니다. Tôi làm việc ở ngân hàng. Vâng, tôi đang làm việc. Câu số 3. 오늘 무엇을 합니까? 오늘 무엇을 합니까? Hôm nay bạn làm gì? 친구입니다. Tôi là bạn bè. 카페에서 친구를 만납니다. Tôi gặp bạn bè ở quán cà phê. 수진 씨 무엇을 좋아합니까? 수진 씨, bạn thích gì vậy? 주스를 좋아합니다. Tôi thì tôi thích nước ép. 커피가 좋습니까? Cà phê có ngon không? Hoặc là cà phê có tốt không? Rồi, hỏi thích cái gì? Nói là tôi thích cà nước ép là đúng rồi nha. Gì nữa nhỉ? Minh Che 씨, 그 책이 재미있습니까? Minh Che này, quyển sách đó có hay hay không? 네, 정말 재미있습니다. Vâng, nó rất là hay. Rất là thú vị. 네, 방에서 책을 있습니다. Vâng, tôi đang đọc sách ở trong phòng. Đáp án là câu A các bạn ha. Đọc đoạn hội thoại sau và trả lời câu hỏi. Bây giờ nha, mình chưa cần đọc đoạn văn. Mình chưa đọc đoạn văn đâu. Bây giờ mình lấy câu hỏi trước thử xem nào. Mình chạy bày cho các bạn cách hướng dẫn làm bài topic phần luyện đọc luôn ha. Rồi đi vào câu hỏi luôn cho mình. Thứ xa đam mê ổn nên bùa xin hàn nhị ca. Hôm nay hai người làm cái gì? Bê mô hè bô xê ô. Hãy ghi chú lại ha. Luyện, bembo là ghi chú các bạn nha. Luyện, học kiểu, hangukko, kombu. Luyến thì học tiếng Hàn, trường học. Học tiếng Hàn ở trường học. Rồi bây giờ chúng ta xem bài nào. Luyến gì ở number 신학니까? Luyến này hôm nay bạn làm gì? 학교에서 한국어를 공부합니다. Tôi học tiếng Hàn ở trường học. 그리고 쇼핑합니다. Và mua sắm ha. 어디에서 쇼핑합니까? Chúng ta có yếu tố là gì? Shopping đúng không? Shopping. Rồi, 시내 백화점에서 쇼핑합니다. Địa điểm ha. Địa điểm là chúng ta có 시내 백화점. Phải giống như câu trên ha. Shopping. Được chưa? Mua sắm ở cửa hàng bách hóa. Mua sơn hàm sầm nhỉ cá. Bạn đã mua cái gì vậy? Ở sơn sầm nhỉ ta. Cười cô sợ khoai lên sầm nhỉ ta. Mua áo và mua trái cây. Mình không liệt kê vào nữa ha. Nó sẽ là shopping rồi, mua sắm luôn rồi. Trường hôm sinh nhật. Ở nơi mua sơn hàm nhỉ cá. Trường hôm nay làm cái gì vậy ha? Sao mua sơn sơn ý làm nhỉ ta. Chúng ta có địa điểm là sao mua sơn. Công việc irata ha, ilhata làm việc ha. Samusil irata làm việc ở văn phòng. Kuriko sunchipeso chinkoren mannamnida. Chúng ta sẽ có từ sunchip là quán rượu mà ven đường các bạn. Sunchip phải nè. Chinku mannata không phải là câu hoàn chỉnh nhưng chúng ta có thể viết như thế này được các bạn nhé. 술집 친구 만나다 ở quán rượu gặp gỡ bạn bè. Câu thứ hai họ hỏi cái gì nè. 루엔 씨는 오늘 무엇을 합니까? Luyến mua cái gì? Chúng ta có gì? Ớt. Bạn luyến mua ớt và khoai ha. 루엔 씨는 chúng ta sẽ hạ cái câu này xuống. 루엔 씨는 이 nhà ở 술 사고 사고 과일을
삽니다. luyến gì? Mua quần áo và mua trái cây, được chưa các bạn? Như vậy chúng ta đã giải quyết được xong cái bài này rồi ha. Bài số 3 bây giờ mình cũng chưa đọc bài, mình cũng không đọc bài, mình chọn cách là đọc câu hỏi đi. 두 사람은 오늘 영화를 봅니다. Hôm nay hai người xem phim. 네 hay là 아니요? 유진 씨, 한국 영화를 좋아합니까? 유진 này, bạn có thích phim Hàn Quốc không? 네 좋아합니다. Vâng, tôi thích. 어디에서 한국 영화를 봅니까? Bạn xem phim Hàn Quốc ở đâu? 저는 집에서 봅니다. Tôi xem phim ở nhà ha. 오늘 한국 영화를 봅니까? Hôm nay có xem phim Hàn Quốc không? 아니요. 오늘은 시간이 없습니다. Không, hôm nay tôi không có thời gian. 친구를 만납니다. Tôi gặp gỡ bạn bè. Trời, cái bài nhỏ xíu thế này là mình phải đọc hết ý luôn. Bắt đầu mình mới rất là sợ những cái đoạn văn mà kiểu này nhá. Đọc đến cuối câu mới tìm ra được cái câu trả lời ấy. Đâu, câu 1 của mình lại là dòng cuối cùng đây. 오늘 시간이 없습니다. 친구를 만납니다. Nó là 아니요. 유진 씨는 극장에서 영화를 봅니다. 유진 xem phim ở rạp chiếu phim có đúng không? Không, bạn ấy xem ở nhà. 저는 집에서 봅니다. Tôi xem phim ở nhà. Ha? Thì chúng ta đánh đoạn 아니요. Bài tiếp theo, đọc đoạn văn dưới đây và trả lời câu hỏi. Đọc đoạn văn, đấy là phần luyện đọc cho những bạn nào mà học chậm thôi. Còn khi chúng ta làm kỹ năng mà topic á, thì chúng ta nên học theo cả kỹ năng để luyện bài thi nữa. Bây giờ bài này á, mình vẫn sẽ đọc hết cho các bạn. Nhưng mà bây giờ mình hướng dẫn các bạn làm bài trước nha. Câu hỏi, đặt câu hỏi trước và khoan hãy đọc hết bài nha. 학교에서 무엇을 없습니까? Ở trường thì không có cái gì nè. Cực chàng, rạp hát, rạp chiếu phim, cực xích tăng, quán ăn, hay là kake là cửa hàng. Rồi, 안녕하세요. 저는 김민춘입니다. 한국 사람입니다. Xin chào, tôi là Kim Minh Chun. Tôi là người Hàn Quốc. 여기는 우리 대학교입니다. Đây là trường đại học của chúng tôi. 학교가 큽니다. Trường học thì lớn hả? 우리 학교에 강의실, 랩실, 도서관, 식당, 사무실, 기숙사, 서점, 카페, 헬스클럽, 카페가 있습니다. Ở trường của chúng tôi thì có cái gì ạ? Tóm lại nó có nghĩa khác là gì? 에 있습니다. Nó đi một đoạn dài như vậy nhưng tóm lại nó là danh từ cộng với 에 있습니다 thôi nha. Ở trường của chúng tôi thì có cái gì? Có thứ nhất là đi ngược lại đi. Cửa hàng, câu lạc bộ thể thao, quán cà phê, hiệu sách, ký túc xá, văn phòng, quán ăn, thư viện, phòng lab, phòng thí nghiệm các bạn. Kháng y sinh là phòng học. Rồi, bây giờ có cái gì? Cực tăng. Không thể nói nè. Xích tăng. Có rồi ha. Khá kê là có rồi. Cực tăng là không thể nói đúng không? Câu vừa rồi là không thể nói. Vậy mình đánh dấu vào câu này. Câu tiếp theo. Chưa cần đọc tiếp bài đâu các bạn nha. Chúng ta xem câu tiếp theo, câu số 2. 어디에 사람이 많습니까? Ở đâu thì có đông người? 사람이 많다 là nhiều người, đông người. Ở đâu ạ? 극장, rạp hát, 식당, quán ăn, 가게, cửa hàng. Câu tiếp theo. 학교에 강의실이 정말 많습니다. Ở trường thì có rất là nhiều các cái phòng học. 강의실 có nghĩa là phòng học. 강의실 phòng học các bạn nha. Ở trường có rất nhiều phòng học. 저는 기숙사에서 삽니다. Tôi thì mua rất là tôi thì sống ở ký túc xá. Tôi thì sống ở ký túc xá. 기숙사에 헬스클럽이 있습니다. Làm sao nhỉ? Ở ký túc xá này có câu lạc bộ thể thao ha. Có câu lạc bộ thể thao. 저는 헬스클럽에서 매일 운동합니다. Tôi thì
Mỗi ngày tập thể thao ở câu lạc bộ thể thao được chưa? 여기 가 학교 식당입니다. Ở nơi đây là nhà ăn của trường. 학교 식당에 학생이 많습니다. Câu mà chúng ta cần dùng đây. 학생이 많습니다 thì có phải là nhiều người không? 학생 thì cũng là 사람, là người đó ha. Có rất là nhiều học sinh ở trường. Học sinh của trường ở nhà ăn của trường ha. Rồi, chúng ta cùng xem nào. Nơi đâu thì có nhiều người? 극장, 식당, 가게, 식당 ha. Rồi, câu thứ 3. 이 대학교는 작습니까? Cái trường này to hay nhỏ? Cái trường này nhỏ có phải không? Chúng ta trả lời là 아니요. Bởi vì sao? Chúng ta có câu gì đây ạ? 학교가 큽니다. 학교가 큽니다. Các nhé, trường học thì rộng lớn ha. Trường này đương nhiên là phải rộng lớn rồi. Nó có nhiều cái nơi tiện ích như vậy mà. 김민준 씨는 어디에서 삽니까? Bạn Kiminchun thì sống ở đâu? Chúng ta có câu gì đây? 저는 기숙사에서 삽니다. Tôi thì sống ở ký túc xá. Chúng ta sẽ thay cái từ 저 này bằng từ Kiminchun nha. Kiminchun rồi. 김민준 씨는 기숙사에서 삽니다. 김민준 씨는 chúng ta sẽ bỏ từ 에서 đi. 기숙사. 김민준 씨는 기숙사에서 삽니다. 김민준 씨는 기숙사에서 삽니다. 무슨 말? 김민준 씨는 어디에서 누구와 공부합니까? 김민준 học bài cùng với ai? Câu này mình chưa có đọc bài ở trên nên mình không biết. 저는 학교 식당에서 점심을 먹습니다. Tôi thì ăn trưa ở trường. 맛있습니다. Nó rất ngon. 그리고 저도 저는 도서관에서 친구와 공부합니다. Tôi học ở đâu? Tôi học cùng với bạn ở thư viện. Rồi, bây giờ chúng ta có này cái câu này. 저는 공부합니다. 좋아. 저는 도서관에서 친구와 공부합니다. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ ghi cái câu trả lời của chúng ta vào. 김민준 씨는 giữ nguyên. 어디에서 chúng ta bỏ chữ từ 어디 đi. 도서관 hả? Chúng ta sẽ thay chữ 어디 đó thành chữ 도서관 ở đây các bạn nhé. 도서관. 도서관에서 도서관에서 누구 chúng ta cũng bỏ luôn. 친구와 공부합니다. 김민준 thì học cùng với bạn ở thư viện. Rồi, vậy là chúng ta hoàn thành được bài tiếng Hàn sơ cấp 1 bài 3 Yến Sang Sinh Hoan rồi đó các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài. Nhớ nhấn nút đăng ký kênh ủng hộ mình các bạn nhé.